hai con ngư. Xin chào tất cả mọi người đã quay lại với channel của mấy anh em mình nha. Thì hôm nay là một ngày rất là tuyệt vời tại Bình Định nha mọi người. Hôm nay mấy anh em mình có làm một món ẩm thực. Đó là món gì vậy hai đầu bếp? Nói chung là hôm nay mình làm món cái đùi heo siêu to khổng lồ, nướng muối ốc siêu cay nha mọi người. Đây nè mọi người. Anh em mình có làm món ẩm thực nha mọi người, thì làm cái giò heo nhưng mà người ta làm rồi nhưng mà nó còn lông ấy. Giờ anh em mình cào lại cho nó sạch nha mọi người. Giờ mình cứa, mình ướp cho nó thấm gia vị nha mọi người. Mình nướng nó nhanh chín con. Mình nướng tầm khoảng mấy tiếng đi rồi? Khoảng 2 tiếng. 2 tiếng không ạ? Vậy là nướng còn có mấy tiếng là đùi chín? Thì khoảng 2 tiếng đây. Nướng mình, 2 tiếng mà ướp 2 tiếng? Ướp 1 tiếng, nướng 2 tiếng. Đây là mình ướp gia vị nha mọi người các bạn. Ướp gia vị cho nó thấm miếng thịt này. Ướp khoảng 1 tiếng đồng hồ thì mình bỏ lên mình nướng nha các bạn. Thuộc cái số thịt này. Thơm quá không anh? Chưa, sao chưa nướng mà thơm dữ. Sao thơm? Gia vị đây. Gia vị á. Ý là giờ chiều nay có gọi em nào rồi vô ăn không? Có chưa? Có chưa? Mấy em Nguyên Nhân đâu gọi lên nhậu. Nào vậy là giờ mình đỡ đi. Ok mọi người. Thì giờ vậy là mình đỡ sau 1 tiếng sau là mình sẽ nhân lửa nướng nha mọi người. Rồi. Ok. Giờ anh em thấy này. Ớt không này? Không. Chắc là. Đây rồi, rải vô dính luôn. Siêu cay. Đùi heo siêu cay nha. Hấp dẫn ha. Đồ hấp bị ớt đây, ớt siêu cay. Đầy hóa ăn thôi đỡ nói nữa. Úi giời, nó nhìn kìa. Đây là cấp độ 100 thì đừng nói nữa, cấp độ 10. Cấp độ 100. Không, đây là những nồi nước mình trộn này. Bây giờ tụi mình cho heo lên lò rồi nha. Đây mà xíu là ăn thịt. Ốp đây thôi, anh mệt nghỉ vậy rồi. Đây là mình nó khô quá, mình chấm dầu thêm thì sao chứ. Đây mình chấm dầu thêm cho đỡ cháy này. Mọi người người nào nhắm ăn được ăn nha. Đã các bạn ơi. Đây cấp độ 100 lần. Ốp tuyệt vời. Ui ô. Đây mà đây con quan trung nó ngồi đây nó ăn uống cậu ui xì tập hồn ăn uống bé voi nha các bạn. Rồi. Ok các bạn, giờ là thịt nó cũng gần chín rồi nha mọi người. Lấy dao xem miếng đi. Ui là đều bóp đây nó. Lấy dao. Nó nướng cũng tạm ổn nha mọi người. Coi nó cháy nha mà. Anh em mà ngon quá, thấy hấp dẫn quá mọi người. Nướng rồi tay chân lem bồng. Ui xì. Mình làm xong rồi mà thằng anh chưa gì à? Chắc anh em mình bỏ trước quá. Vẫn đi nhậu thôi rồi. Đi nhậu nữa đâu. Già đấy mà ăn nhậu luôn à. Ôi thì đây à, mấy anh em mình cũng đã nướng được bao lâu rồi hiểu nghe? Dạ nướng nãy giờ 1 tiếng rồi anh ơi. Bây giờ thịt heo nó không chín rồi nha anh. Bây giờ anh em mình review một món thử đây. Rồi bây giờ mấy anh em mình sẽ đưa lên bàn nha mọi người. Rồi lên. Yeah. Ở đây bỏ xuống nha. Đây lấy cái mâm này, xách cho nó sạch. Đây. Lấy mâm xách cho nó sạch rồi bỏ lên review. Vui nhỏ. Đây nha mọi người. Cái này á là cũng không phải là nó cháy nha, mà nó hơi cháy thôi. Tại vì là nó do nó có nhiều đường. Gia vị ở bên ngoài nha mọi người. Đây là một cái đùi heo mà mấy anh em mình á là làm sao hóa heo. Cái này làm mấy công đoạn vậy? Nhớ không? Mình vệ sinh nè, rửa sạch nè, rồi ướp gia vị nè, nướng nè, bây giờ là ăn là 4 công đoạn. Quyên hai mình muốn còn bong bóng à, chưa ăn mà giờ nước miếng nước dãi đồ chay hết rồi. Hấp dẫn quá anh thằng ơi. Cây rồi ok, bây giờ là mình sẽ xét ra nha mọi người. Wow. Đây. Quá tuyệt vời. Bây giờ là Hiếu sẽ xét cái miếng thịt này ra nha. Ui giời, chảy nước miếng mọi người. Dạ. Mấy anh em vào review nha. Hi. Xin chào tất cả mọi người đã quay lại với channel của mấy anh em mình nha. Thì hôm nay là một ngày rất là tuyệt vời tại Bình Định nha mọi người. Hôm nay mấy anh em mình có làm một món ẩm thực. Đó là món gì vậy hai đầu bếp? Hôm nay mình làm món cái đùi heo siêu to khổng lồ, nướng muối ớt siêu cay nha mọi người. Đây nè mọi người, thấy không? Thấy không? Nguyên quá. Nguyên một cái đùi luôn nha mọi người. Và hôm nay là một cái món ẩm thực đặc biệt, nên là mình cũng muốn giới thiệu với mọi người cũng một người cũng đặc biệt, đó là Hưng nha mọi người. Là một người em ở đâu, em giới thiệu cho mọi người biết đi. Em ở Cam Ranh. Cam Ranh ở chỗ ba ngòi Cam Ranh anh. Rồi Hưng là ở Cam Ranh nha mọi người. Thì Hưng thì không biết rồi, nhưng mà Hưng muốn là Hưng giới thiệu đến tất cả mọi người. Hưng là một người rất là quý cái tem của mấy anh em tụi mình luôn, nên là từ Cam Ranh bắt xe ra đây
đỡ mà thăm tem chơi vui. Thì Hưng có mang theo cái gì ta? À, một cặp chim. Chim gì em? Chim chỉ anh. Chim chỉ. Thì bây giờ hiện tại là cái cặp chim chỉ á, là Hưng đang đỡ ở dưới nhà dưới á mọi người. Thì bữa ngày mai mình sẽ làm cái món đó cho mọi người xem nha. Còn bây giờ hiện tại hôm nay á, là cái món ẩm thực đặc biệt của ngày hôm nay. Thì bây giờ bắt đầu mình sẽ review nha. Rồi ok, thì bây giờ mời đầu bếp bắt đầu cắt cho mọi người nè. Để anh quay, để anh quay cận cảnh nha. Sau đây mình sẽ cắt cho mọi người thưởng thức bình thưởng món nha. Bình của anh hai mang nhiễm mày. Rồi thì bây giờ là sẽ đỡ cho đầu bếp chúng ta, một người rất là có công từ hồi sớm tới giờ review trước cái món này nha. Ở cho nhiều nhân bình đi. Chúng nào có bình anh cứ coi vậy, sao to vậy? Sao xuống vậy? Đây bình quay cho mọi người thấy cái số thịt nè. Mấy anh em mình nướng này các bạn. Đây nha mọi người. Chín nó chín đều luôn mà. Đây là một cái đùi heo to luôn nha. Đây, đã là nguyên một cái đùi heo đây. Đây thì nha, nhìn nó hơi gọi là cháy cháy một tí bởi vì nó cháy gia vị á mọi người. Đúng rồi. Nhưng mà bây giờ Bình sẽ review. Cháy anh. Ok, bây giờ em sẽ chấm đi. Chấm. Đẹp quá. Mời các bạn nha. Ôi trời. Trời ăn hàng chén mía. Đã dữ. Ui, anh mình đem lên thêm luôn, quý nó ăn gì. Ui. Thảo ấy nêu cảm nhận cho anh dữ nha. Đồ nó ăn gì mà anh nó ăn mình chưa ăn mà nó chấp. Chấp không mà. Nó thơm lắm anh Hằng ơi. Ui. Cấp độ máy, cấp độ máy. Nó ngon mà. Nó bỏ ớt cay á. Chắc. Ê là so với mì cay là nó thuộc cấp độ máy. Cái tầm khoảng 5-6 á. Cấp độ 5-6 ấy. Mày ăn đó cấp độ máy không? Em ấy. Cấp độ 2. 4 cùng quyền. Ok em ơi, bây giờ tiếp thì mày ăn cho hết cái cục đó chưa? Không mà ngon, ngon thiệt anh hơ. Ui dù, mọi người nhìn kìa, trời ơi. Không mà cái muối chanh này nè các bạn. Đầu bếp Hiến này, Hiến bên tàu. Trời làm rất là nhất vậy đâu. Hiến bên tàu làm mấy món nước chấm nha mọi người. Wow. Thôi, bây giờ tới đầu bếp ơi. Đầu bếp hóa ơi. Em ơi. Ưu tiên em hả? Rồi ok. Thì bây giờ là sẽ là miếng chỗ nào cho ngon ngon cho em. Hưng sẽ review nha mọi người. Một người em ở Cam Ranh ra chơi với tem nha. Nói chung là quý lắm á, mới bắt xe từ Cam Ranh ra chứ còn nếu không thì chắc mình nghĩ cũng ai đi đâu. Bởi vì nó xa xôi quá. Ra đây không biết là anh Hân sẽ cho anh gì nhưng mà đi từ Cam Ranh ra thì thực sự là một điều rất là khó tả. Giờ anh hỏi thật với Hân nha. Dạ. Em gặp anh với lại mấy anh em ở ngoài đời á, em thấy khác cái gì dưới so với trong video? Dạ. Ở ngoài anh vui hơn hơn. Anh hờ đồng xấu đồ. Thì và anh cho em hỏi sao anh cái hay kêu đầu chày là cái gì anh? Ok thì hay này. Được rồi thì anh Hân sẽ giải thích cho em cái đầu chày nha. Thì thực tế ra là cái đầu chày là cái đầu chày thành cũng biết. Nói cho cái từ đó là từ địa phương nha Hưng. Ở người địa phương anh á là nói cái từ đầu chày đó là kiểu như là giống như cái đầu chày giả đồ ăn ấy. Ừ đúng rồi. Nên nói chung là cái đó chỉ dành cho giả thôi. Ok thì bây giờ Hưng sẽ review nha. Ok, thôi giờ mình cắt miếng thịt rồi. Thôi bây giờ Hưng em thử miếng của anh làm thử. Ok. Đây, em cứ tự nhiên. Nói chung ngon, là anh ngon. Ngon thì nó ngon mà dở nó dở không có vấn đề hết. Rồi mời em. Dở cũng nói ngon nha Hưng. Em mời các anh chị, mời các bạn nha. Rồi ok em. Mày chém miếng. Sổ hàng quý nữa, hàng quần quần anh thèm chịu nấu. Nhức nhạt. Anh liếng nữa. Ăn rau à? À, ui thấy nó review rồi quá đúng miếng tôi chạy em vô chết luôn. Em thì em chạy miếng ngon tuyệt vời. Nó vừa nóng nóng mà vừa độ cay, nhất độ cay gia vị ướp ngon anh. Ok. Độ cay này á thì anh sẽ hỏi đầu bếp hó này. Bí vôi nha mọi người, bí vôi thì ướp hai công đoạn ớt thì bây giờ em giải thích cho mọi người tại sao nó có vị cay đi. Mà chưa ăn nhưng mà tao thấy nước miếng mày rất không nhiều. Thì ớt kia thì mình làm cho nó thơm thôi, còn ớt bột mình làm cho nó thấm vào bên ngoài á, cho nó sẽ thấm từ bên trong vào bên ngoài vào, nó sẽ ngon hơn. Rồi thì bây giờ sẽ là đầu bếp chúng ta review nha mọi người. Okay. Cái giò heo này là hy vọng là mấy anh em mình sẽ ăn hết trong chiều hôm nay nha mọi người. Ok. Bây giờ mình cũng cắt rồi, rồi mình sẽ thưởng thức cái món này để mình làm. Bây giờ em ăn nha mọi người. Ok. Xin phép mọi người mình ăn nha. Châm tim muối thử. Quá vãi thiệt. Anh giữ mày. Rau ơi, đây. Cho em thêm một miếng dưa leo nè. Nãy giờ tao không thấy này dưa leo này. Trời cái cùi cầm mày gỡ đây không? Đừng biết gì nữa mà. Nói em thấy mà mất ồn. Anh ngỡ vừa. Vâng và bí vôi đã không kiềm chế được cảm xúc nha mọi người. Nói thằng này sẵn sàng dùng dao đó mà cắt.
em thật sự đó, không phải em khen em nấu ngon nha, em nướng ngon vậy, nhưng mà thật sự món này tính ra anh em thiết kế thật là tuyệt vời. Ăn vô cái vị cay mà mọi người nha, chù, cay ngon rất mà. Là cay luôn, nhưng mà nó đã nó cay ngon quá, năm triệu miếng. Ok bây giờ là tới bê vôi nha mọi người, bê vôi thì làm nướng cái đùi cho mà làm miếng đó là sao vừa bụng mày. Mà các bạn nha, được đưa coi mọi người coi số thịt nè, không quay em, không quay em. Ui chưa, mọi người thấy không, nó chín rất đều nha. À mọi người thấy không, đấy. Bà nội vô làm miếng bà nội. Bà nội mình có ngồi kia nha mọi người. Bà nội ra coi tụi mình làm video nhưng mà nội không ăn. Nội không có dùng hả mọi người. Nó cay quá. Sao bây giờ sau khi đầu bếp ăn đầu bếp thấy sao? Em nói không phải khen, em ướp mới ngon quá anh. Hừ. Em nói không phải em tự khen em nhưng mà nó ngon thiệt. Ý là nãy là thời gian em ướp bắt đầu lên cái đoạn mà ướp để gia vị thấm là gần 1 tiếng đó mọi người. Chắc anh nghĩ hơn à. Anh ra anh đếm bao hàng. Hơn một tiếng rồi. Ui. Mà ngon lắm các bạn. Ok. À, giờ thôi mời lại mọi người. Ngồi quay luôn đi. Thôi các bạn nha. Trời. Ui trời. Đặc biệt là cái nước chấm nha mọi người. Nước chấm này là gọi nước chấm thần thánh. Thánh. Thì cũng không đâu xa xôi. Nãy giờ mình ngồi review bên đây nhưng mà thật sự là mình bong bóng là cũng tia qua cái đùi heo ha bị nhiều lần nha mọi người. Thì không biết là do ngon hay là do trừ bác giáo nhập nên là tia là gái heo nhập các bạn ơi. Tia liên tục nha mọi người. Không nói nhiều ngon quá anh hờ. Ừ. Ngon. Thấy ý là em ngồi xuống anh biết sao không? Em ngồi xuống đường hiếm nó cách đoạn mình cho anh biết anh biết sao không? Do tại nó cay á. Khi mình ăn vô mà cái miếng đầu tiên nó cay á. Bây giờ miệng mình nó cay bây giờ phải muốn ăn nữa. Hồi nãy mình làm cái này á là có có bố mình ở nhà mọi người mà nói mời bố mình ra mà ông nói ông ra mà sao nãy giờ ông thấy ba anh vô làm thử miếng. Ok mọi người, đây ba mình ra nha mọi người, này là ba mình nha. Thì ba mình sẽ nãy giờ chắc ông ở vườn cây ở dưới ông chơi nha mọi người. Hiến cách cho bố anh miếng nha. Đây nước chấm này ba anh cây được không? Để từ ta chấm là ta ăn ta thương thức mà. Dạ đây. Thương thức cái vị nướng. Dạ. Anh ăn cho nó miếng cho anh ăn. Đúng ngon luôn đúng mà. Tuyệt vời. Cái muốn thương thức rồi mà mới biết được cái vị nó. Cay quá. Có cay không bác? Sao bác hai? Cay hay ngon. Dạ. Tuyệt vời. Sao ba anh ba thấy cái vị gì? Nó có mấy cái đồ rau ăn kèm này ba. Vàng nữa để chấp đổi thứ lên nó sao chứ. Anh em chạy anh em. Rồi ba thấy cái vị như thế nào ba? Cái vị cái đùi heo mà nướng thì cái này thì cái thịt nó đã nóng đã ráo đã ngon rồi. Nhưng mà phần anh em ấm thực á, gia vị cũng rất là ngon. Dạ. Theo tụi em là tôi thấy là cái thịt nước là nó ngon. Dạ. Thôi, cảm ơn bác. Dạ, thôi cảm ơn ba nha. Thì ba mình cũng review thử cái những cái món mà mấy anh em mình làm mọi người. Mấy anh em mình đây cũng tình cảm lắm, nói chung mấy đứa em toàn ở xóm không à. Giờ anh Hân thử miếng anh. Nói chung có gì anh nói à. Còn bây giờ thì tới Hân nha. Hân sẽ thử một thử review một miếng nha mọi người. Đây Hân sẽ xây camera lại nha. Hai mọi người nha. Thì bây giờ Hân sẽ review thử miếng nè, cho anh miếng này. Đi vừa nhanh không? Nãy giờ Hân quay mà Hân chạy nước miếng mọi người. Đây nha mọi người. Đây em nghiến nó sẽ cho Hân một miếng rất là to nha. Đây nha. Hân cho mọi người coi cái số thịt heo nha. Thì Hân sẽ chấm với cái này nha mọi người. Chấm muối nè. Nãy giờ Bình nó chưa ăn gì hết. Đây mọi người. Bình chưa ăn à. Bình nãy giờ chưa ăn à. Nãy hết đuôi heo không? Chưa ăn miếng thứ năm. Giờ nên đưa cho anh Bình không? Thôi tặng cho Bình vào đây. Em đây. Đẹp quá. Ui. Chú, cảm ơn Hiến nha. Cảm ơn bà nhiều. Trời, Bình ăn miếng ngon với Bình. Ăn kèm rau nha mọi người. Đây, dòng đi. Wow. Ui dồi, miếng này của hóa anh ngon này. Hóa anh miếng này à? Ui dồi, nãy rồi. Nãy em bỏ bao nhiêu ớt bột mà nó cay dữ quá. Sạch quá bình. Ba lạng ớt bột nha mọi người. Ui dồi, ba lạng ớt bột mọi người. Mà ngon không? Cay quá. Mà rất là ngon luôn á. Riêng á, anh em đây là
cho nó cái đùi đàn nó tránh này. Wow, đồ ăn thương mà nhất á. Đặc biệt là nhung cho thành Hưng. Thực sự là rất là tuyệt vời nha mọi người. Thực sự là cũng không biết phải nói sao luôn á. Nhưng mà cái cảm giác mà mình ăn vào á, nó thấm cái miếng thịt đó, nướng nó chín với lại là gia vị ẩm ướp ướp á mọi người, nó thấm vào á, rồi cái sự cay của muối của ớt bột á, nó làm mình xé lử luôn. Mình ăn rất cay nhưng mà dày là rất là cay nha mọi người. Thì theo đầu bếp Bê Voi thì nói là 3 lạng ớt bột. Thì nói chung đây là đầu bếp Bê Voi của chúng ta nha. Thì đây là một cái món rất là tuyệt vời. Thì bây giờ Hân sẽ quay cận cảnh mấy anh em mình review tiếp đó mọi người xem nha. Ok. Chào Hiếu. Dạ. Chào, có em có cái gì dành cho này, em cắt được cái móng heo nhường cho Hưng. À. Với lại nó đi xe nó mệt anh. Nó giờ mới giờ tao nhường cho nó bao bố. Tối nay anh em mình cho đi húp húp cháo nữa. Ok em ơi. Cảm ơn anh. Thì nói chung là anh cũng cảm ơn Hưng nha. Dạ. Đã dành thời gian đi từ ở trong quê ra ở tận Cam Ranh mà ra chơi với tụi anh, thì tụi anh rất là quý luôn. Thì nói chung là mời em cứ thưởng thức cái món ở quê anh, rồi em cho anh cảm nhận nha. Ui, nè mọi người, trong lúc Hưng thưởng thức là mình quay cái số thịt nha, mọi người coi nó chín nó đều nè, mọi người thấy không? Chín hết đồ heo. Đây Hưng của chúng ta đang review cái chân giò nha mọi người. Chuẩn miếng da nó giòn mà. Giòn miếng da luôn hả? Da gì nó thấm vô á. Em không biết từ một ngòi từ tuyệt vời anh. Ui dù cái đùi heo, cái giò heo mọi người. Thế là nếu em ăn giò heo đây là em khỏi cần ăn bún 3 tháng luôn mà Hưng. Ui nãy giờ mọi người cũng không có nghe Bong Bóng nói gì đúng không mọi người? Vậy đây là bởi vì Bong Bóng là đang rất là bận biểu với công việc nha mọi người. Công việc của Bong Bóng là nhai. Nên là Bong Bóng không thở mơ miệng được. Ăn hết chứ đỡ thiêu anh. Nên nói chung anh cũng biết được sự thiêu ở trong lòng em rồi. Được rồi. Em trai của Trương Ngộ Ninh. Mình mong muốn bay mọi người. Giờ chúng ta qua bên chỗ đầu bếp đi. Đầu bếp là hôm nay là anh thấy em có một sự xuất chúng luôn ạ. Yeah. Có một sự cống hiến nha. Là ngay từ sớm đã xuống làm chung, xuống để mà phụ giúp mấy anh em làm ngay từ đầu luôn. Thì hóa cho anh biết cảm nhận của em về món ăn, cũng như là cảm nhận của em khi mà làm ẩm thực cùng anh em. Em nghĩ là team mình nên làm ẩm thực đừng làm tròn nữa. Mình thấy ngon quá. Ăn cái gì cũng ngon lắm mọi người. Nhưng mà thật sự là em làm ẩm thực em thấy vui không? Vui chứ. Điều gì được, làm em vui? Được ăn nhiều. Ăn nhiều rồi. Như heo luôn. Mặc như heo luôn. Em là anh biết rồi, em thích ăn mà. Nhưng mà sao anh thấy em review thấy em cũng nhiệt tình hả chứ? Nói chung là hóa rồi được cái thân hình như hôm nay cũng nhờ vào cái độ chịu ăn nha mọi người. Rồi bây giờ đều biết ý của chúng ta sẽ review một lần nữa rồi xong rồi mình sẽ gọi mấy anh em mình tới ăn cho hết nha mọi người. Do tại nguyên một cái giò đây rồi, mấy anh em mình ăn cũng hết mọi người ơi. Bây giờ mình cũng cầm cái miếng này mình ăn thử một lần nữa để mình thưởng thức một lần nữa. Mô tẻ cho mọi người nghe. Nuốt hết cái miếng đó luôn nhé. Đâu không? Nuốt nhẹ anh đâu. Không nhai luôn, không nhai luôn. Nuốt. Em nói anh nha. Miếng dê ăn vô rất là thơm luôn. Tuy mà vị ớt siêu cay mà nướng mà thơm mà. Khó tẻ mà nó cay. Bây giờ em chưa ăn tổng cấp độ nào cay như mức độ như anh bây giờ luôn. Đây là cấp độ, chắc anh nghĩ cấp độ 17 á. Chứ... em rõ là em nãy em có nói á là chưa là hình như là không có 100 cây một tuy ớt mà em thả vào mà anh nghĩ là anh không nói đâu. Nhưng mà ăn vô rất bền. Cái ruột em giờ nóng lắm anh ạ. Rồi ok thì bây giờ mấy anh em có ai muốn nói gì với mọi người không? Cay quá. Cay quá. Sao Hưng có muốn nói gì mọi người không? Nó ngon mà cay quá anh. À cay quá hả? Hưng là không phải dùng quê mình nha, nên là có thể là chị ăn cây khác với tụi mình. Ok, Bê Voi thấy sao? Em giờ em biết nói gì. Nó ngon mà nó đã quá. Bây giờ mình sẽ quay lại một lần nữa nha mọi người. Cái này là nước chấm thần thánh nha. Mọi người nhìn thấy nước chấm này như này là nhờ rau qua mấy anh em mình ăn kèm nha mọi người. Rau tiết tô rồi nói chung đại loại là rau thơm. Còn này là sốt thịt nha. Mình nói với mọi người là anh em mình làm rất là chín, rất là ngon nha. Mình quay cận cảnh luôn, mình quay từng cái sốt thịt cho mọi người coi nha. Thì bây giờ chắc có thể là dừng video ở đây nha. Mình sẽ gọi một vài anh em mình tới nha mọi người. Ok mọi người, thì cái món ẩm thực ngày hôm nay mấy anh em mình cũng sẽ khép cái món thực lại tại đây nha. Bởi vì còn nhiều á, nên là mình sẽ gọi mấy anh em thân hữu gần gần mình nè qua ngồi ăn chung chơi vui á mọi người. Chứ thực sự nó nhiều quá, mấy anh em ăn nhiều á nó cũng cũng hết. Nên thôi bây giờ mình sẽ dừng video ở đây. Một lần nữa Hân xin thay mặt team với mấy anh em mình xin cảm ơn tất cả mọi người trong suốt thời gian qua đã ủng hộ team
Hân nha. Và mọi người hãy nhớ là cho team của Hân một like, một subscribe và một share để cho kênh ngày càng phát triển nha. Bye.